Thôi chị không đẹp. Chú gì câu đi. Em câu giùm chị đi cho tụi nhỏ nó coi. Câu đi chú. Chị câu đi. Để Trang, để Trang câu. Phải bế, bà phải bế cho Ivy lên coi. Ivy, con thấy không? Con đứng đây con dễ thấy. Con nhìn thấy không? Cô đai. Cô đai nó xúc mỏi cho anh. Cô cứng như cứng như dớt cây xíu mà. Không, thấy không? Chịu thấy không? Thấy cô đai chưa? Anh chịu là nó không? Lớp cô đai. Chịu chứ sao dớt cây được. Em mang lúc. Lớp cô đai. The big one. Không sao, nó không lẽ nào lên lên đây được. Nó không có lên được đâu. Mình có lo. Con nó ướt á, ướt người thôi. Con đừng có xuống thôi. Anh kiếm con nào nhỏ nhỏ giật lên thôi có được. Chết mày gãy răng đồng ý. Không có sợ, không sợ. Trừ khi mình đi xuống. Thấy chưa? Đó. Ôi dồi. Xí. Xí. Em thấy không? Mà thấy chưa? You like it? Yeah. You like it? You see? You see? Oh, nó ăn rồi. Dịp lên. Dịp lên. Nó ăn rồi. Nó ăn rồi. Xí, nó ăn rồi. Em mà thấy nó ăn chưa? Rồi, nó ăn cá rồi. 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 Nhiều không? Con đánh với tao nè. Đi đâu vậy? Ê, chị coi từng. Chị ơi, chị. Chị không có fit nữa được đâu chị. Em mà coi đứng ở trên mà cả bà bế cho nó cao lên chứ. Cao thì nó nhìn được. Chị đâu có biết câu. Em câu giùm chị.